Minh Khoa xin kính chào quý khán thính giả. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình thời sự ngày hôm nay của Ban Việt ngữ Đài cho tự do. Hàng chục hecta đất nông nghiệp bị nhiễm mặn khiến nhà nông ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế phải bỏ đất, chuyển sang làm nghề khác, chật vật mưu sinh. Mời quý vị theo dõi ghi nhận sau của RFA. Đi ở trong đây là ruộng đấy là ruộng đất mặn, thôn Phú Hải, nó xã Lộc Vĩnh. Thì nước biển nó moi, biển đông nó dâng lên. Chứ như là nó nước lên rồi vậy. Đi ở trong là cái đông như này, đập đường là đất mặn ở đó. Xây chứ hồng bỏ rồi, hột trang hết rồi. Chúng có mối mà ngắn được, chứ cũng sống nữa. Chứ rồi là ở ngoài biển là hẳn vô đây, vô cũng sống đi. Cũng sống đi là tăng láng giữa cái đông hơi thông đi hết. Có một cái xoay đất thì ngoài này mà nhiệm bằng thì họ bỏ. Bây giờ chỉ là họ đang làm đường đó. Bỏ khoảng lâu rồi, còn phải hơn 10 năm rồi đó. Có cậy ruộng được đó, nữa đâu. Đó là chia sẻ của bà con sống tại các thôn Bình An, Cảnh Dương và Phú Hải, thuộc xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Không làm nông được do đất nhiễm mặn, họ phải kiếm cách khác mưu sinh. Ở người dân phải làm nông, nếu mà êm trời, một xã quá như là được một sao nữa, thì dù là 5 ba ta, mà khi có nhiễm mặn, thì hàng giảm đi mức. Ví dụ như mà hàng giảm mức 3-4% hoặc 50%. Nói chung thì đi chỗ vùng nào cũng có khó khăn hết, thì cũng nhờ là con cháu đi chứa chứ rồi, họ bình thường rồi, thì họ cũng có ngắn nước lúc kết, lúc kết tam đi, và đấy là lúc mà. Rồi đó đi măng công nhấn chỗ này chỗ khác rồi bê ăn đi chắc không, có ruộng đó chứ măng chỉ được, cày cây chỉ được, măng ruộng mà chứ ruộng nhiệm nước măng rồi đó chứ măng chỉ ở nhà rồi nuôi ông heo ông gà. Vì địa phương không có giúp đỡ gì hết đâu. Hết luôn, cứ trắng tay luôn. Con cái đi mừng cống những chỗ này chỗ khác. Trước đó là chưa có đập trang, đập đồ, chứ rồi là mừng ruộng, mừng chưa thoải mái lắm. Nên cái đông này, đông nước mặn hết trơn này. Cô thì ở nhà rồi, con cái đi mừng khói. Mà đi được cái ruộng thì làm rồi, bỏ hết rồi. Mặn lên luôn. Nhiều nguyên nhân được bà con sống tại đây chỉ ra khiến ruộng của họ bị nhiễm mặn. Đó là từ năm 2013. Do các cơ quan chức năng tỉnh mở mốc đập ở cửa Lạch Giang nên nước mặn xâm nhập. Phó Chủ tịch xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc mới đây cũng chia sẻ với truyền hình địa phương, mong muốn Ủy ban Nhân dân tỉnh tạo cơ chế cho hàng trăm hộ dân có đất bị nhiễm mặn, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang nuôi trồng thủy sản để giải quyết sinh kế. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình thời sự ngày hôm nay của Ban Việt ngữ Đài cho tự do với những nội dung chính sau đây. Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu EC vào ngày 10 tháng 10 đến Việt Nam để thanh tra công tác chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Giới chức Việt Nam coi đây là cơ hội để châu Âu gỡ thẻ vàng cảnh cáo đối với thủy sản Việt Nam được áp dụng từ năm 2017 đến nay. Báo Nhà nước cho biết đoàn thanh tra sẽ có mặt tại Việt Nam từ ngày 10 đến ngày 18 tháng 10 và tỉnh đầu tiên đoàn đến kiểm tra là Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là lần thứ tư đoàn thanh tra của EC đến Việt Nam để kiểm tra tình hình IUU, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Theo truyền thông nhà nước, mục tiêu chuyến làm việc lần này là nhằm đánh giá kết quả triển khai các khuyến nghị của EC về chống đánh bắt IUU, trong đó tập trung vào kiểm tra các khuyến nghị của đoàn sau chuyến thanh tra lần 3 vào tháng 10 năm 2022, để đưa ra kết luận có thể gỡ bỏ hoặc duy trì cảnh cáo thẻ vàng đối với sản phẩm thủy sản khai thác của Việt Nam. Nếu đánh giá của đoàn thanh tra EC cho rằng Việt Nam không đáp ứng được các yêu cầu về chống đánh bắt cá trái phép, không báo cáo và không theo quy định, Việt Nam có thể bị thẻ đỏ. Điều này có nghĩa là hải sản của Việt Nam sẽ bị cấm xuất khẩu vào EU. Các nhà cung cấp nước ngoài gồm Google, Facebook, Apple, v.v. đã trực tiếp đăng ký, khai và nộp thuế qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, với số tiền thuế là hơn 9.280 tỷ đồng. Tổng cục thuế cho truyền thông hay tin trên trong ngày 10 tháng 10, đồng thời xác nhận số tiền thuế đã nộp từ các ông lớn công nghệ liên tục tăng. Theo Tổng cục, chỉ tính riêng từ đầu năm 2023 đến 20 tháng 9, tổng số thuế 67 nhà cung cấp nước ngoài đã nộp là 5.803 tỷ đồng. Một số nhà cung cấp nộp thuế lớn nhất là Meta, Facebook, Google, Apple, Microsoft, v.v. Như vậy,
Sau 18 tháng vận hành cổng thông tin điện tử, các nhà cung cấp lớn hiện diện tại Việt Nam đã đăng ký, kê khai nộp thuế trực tiếp cho Tổng cục Thuế lên đến trên 9.000 tỷ đồng. Đại diện Tổng cục Thuế cho biết, thường xuyên rà soát yêu cầu doanh nghiệp nước ngoài khi gia nhập kinh doanh và có doanh thu tại Việt Nam phải đăng ký, kê khai và nộp thuế đối với các khoản thu nhập nhận được từ các cá nhân, tổ chức ở Việt Nam, theo quy định của pháp luật thuế Việt Nam, thông qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Hiện Tổng cục Thuế đang áp dụng nhiều biện pháp để quản lý thuế đối với nhà cung cấp nước ngoài, không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác với tổ chức cá nhân ở Việt Nam. Diện tích đất dành cho khai thác quặng bauxite đang vướng tranh chấp, nếu không có thêm quỹ đất, nguy cơ tổ hợp nhà máy Alumin Tân Rai phải dừng hoạt động trong tháng 10 này. Đó là nội dung trong văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhôm Lâm Đồng, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam và được truyền thông loan trong ngày 10 tháng 10. Theo lãnh đạo công ty, đất dành cho khai thác quặng bauxite đang là vấn đề cấp bách, trong khi đó việc đền bù, giải phóng mặt bằng phục vụ khai thác quặng bauxite vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, công ty và các đơn vị thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng 320 ha từ năm 2019 để khai thác quặng bauxite. Đến nay đã có quyết định thu hồi 248,8 ha, chiếm 78% diện tích được giao. Còn lại 71,2 ha chưa đền bù giải phóng mặt bằng, trong đó có trên 30 ha do hai công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Tiến và trách nhiệm hữu hạn Giống Vinh Lộc quản lý. 13,43 ha là đất rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ Dam Bri quản lý, còn lại là đất của các hộ gia đình. Việc thu hồi diện tích đất đã giao cho hai công ty Vĩnh Tiến và Giống Vinh Lộc vẫn đang bị trì trệ vì phát sinh tranh chấp giữa 25 hộ dân. Ngoài ra, trong số 21 hộ dân có đất nằm trong diện tích cần thu hồi để được Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lâm phê duyệt phương án bồi thường, vẫn còn 7 hộ với diện tích 3,5 ha chưa đồng ý nhận số tiền bồi thường trên 3,6 tỷ đồng để di dời giải phóng mặt bằng. Theo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhôm Lâm Đồng, Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam, đây là diện tích đất bắt buộc phải huy động để khai thác quặng bauxite vào các tháng cuối năm 2023. Theo kế hoạch, kể từ tháng 11 năm 2023, công ty phải có tối thiểu diện tích 30 ha để đưa vào khai thác ngay sau khi quỹ đất của giai đoạn 2 không còn. Mỗi năm, dự án bauxite Tân Rai của công ty đóng góp ngân sách nhà nước từ 300 tới 500 tỷ đồng, bằng trên 30% giá trị sản xuất công nghiệp và gần 40% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Lâm Đồng. Năm 2023, công ty đặt ra mục tiêu sản xuất 650.000 tấn alumin quy đổi, tổng doanh thu toàn công ty đạt 3.377 tỷ đồng. Ông Nguyễn Ngô Quyết, cựu giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên, và Nguyễn Thanh Tuấn, cựu giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, cùng 31 bị cáo hầu tòa trong vụ khai thác lậu hơn 3 triệu tấn than ở mỏ than Minh Tiên, huyện Đại Từ. Truyền thông nhà nước loan tin trên trong ngày 10 tháng 10 nêu rõ theo cáo trạng, ông Nguyễn Ngô Quyết, Nguyễn Văn Phong, cựu trưởng phòng kỹ thuật an toàn môi trường Sở Công Thương, và Đỗ Huy Cường, cựu phó trưởng phòng, đã thẩm định, tham mưu và ký ban hành giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp với khối lượng 12.856 kg một năm. Con số này vượt 9.796 kg một năm so với khối lượng sử dụng khai thác theo thiết kế cơ sở là 3.060 kg một năm. Việc cấp phép trên đã tạo điều kiện cho công ty Yên Phước có vật liệu nổ công nghiệp sử dụng khai thác than, vượt sản lượng được cấp phép. Tại tòa, ông Quyết đã khai nhận 100 triệu đồng từ bà Châu Thị Mỹ Linh, giám đốc công ty Yên Phước để tổ chức Đại hội Liên đoàn bóng bàn tỉnh Thái Nguyên. Về số tiền này, ông Quyết khai đã tự nguyện trả lại. Về phần cựu giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thanh Tuấn, cơ quan truy tố cáo buộc ông Tuấn không chỉ đạo các bộ phận chức năng tăng cường thực hiện kiểm tra, thanh tra, việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực khoáng sản tại công ty Yên Phước, nên không phát hiện được công ty Yên Phước khai thác than không đúng với sản lượng ghi trên giấy phép. Ông Tuấn tại tòa cũng thừa nhận có thiếu sót là không có sự sâu sát, sự phát hiện ra những tình huống nhạy cảm, không có những chỉ đạo sát sao hơn. Cáo trạng xác định công ty Yên Phước do bà Châu Thị Mỹ Linh là tổng giám đốc, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên cho phép khai thác than trong khu 59 ha ở mỏ than Minh Tiên, huyện Đại Từ,
đến giữa năm 2031 với trữ lượng hơn 136.000 tấn, công suất 8.500 tấn một năm. Tuy nhiên, bà Linh đã cấu kết với công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Bắc Hải Dương khai thác trái phép than khoáng sản với công suất gấp hơn 47 lần trữ lượng được cấp phép. Tính đến thời điểm bị khởi tố, nhóm người này đã khai thác tổng số hơn 3 triệu tấn than cùng khoáng sản đi kèm. Tổng số tiền thu lợi bất chính của hai nhóm công ty Yên Phước và công ty Đông Bắc Hải Dương là hơn 375 tỷ đồng. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình tin tức thời sự của Ban Việt Ngữ Đài cho tự do hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai, cũng ngay trên kênh YouTube và Facebook RFA Tiếng Việt.